như thầy bằng công tâm nào thì hữu chương mã số sinh viên 1186100 hôm nay em quay clip này để thực hiện đoạn 8 mà thầy giao, đó chính là đếm sản phẩm dùng tâm nhập tâm hiển thị lên LCD, và với dòng 1 của LCD hiện thị giá trị sản phẩm đếm tối đa có thể hai loại giá trị tối đa này bằng hai nút là up và down, giá trị từ 10 đến 20, mặc định thì nó sẽ bằng 12 dòng 12. Còn dòng 2 của LCD hiển thị số sản phẩm đếm được, nếu mà khi sản phẩm đếm được bằng sản phẩm đặt thì hiển thị thông tin nhấp nháy thông báo đã đủ sản phẩm ở hai dòng dưới để chú ý người dùng. Thì cũng như các bài tập khác của thầy thì em đọc được yêu cầu phải xác định được cái lưu đồ, thì đây là cái lưu đồ mà em viết cho chương trình này. Thì đầu tiên sau khi xác định được yêu cầu đề bài mà thầy đã giao thì em sẽ bắt đầu khai báo thư viện các chân mà mình sử dụng trong bài tập này, thiết lập tham mưu không và chọn ra các quyến, sau đó em sẽ gán cho cái giá trị tối đa là bằng 12. Là cái giá trị mắc bằng 12 này chính là giá trị mà thầy đã giao. Thì với con led sau đó em bắt đầu khai báo cho con led LCD. Với hàng 1 của con led LCD á thì nó thể hiện được cái số sản phẩm tối đa của cái lần này. Ví dụ giá trị ban đầu của cái sản phẩm tối đa là 12. Sau đó chúng ta sẽ gán giá trị của tham mê không cho biến sản phẩm và thể hiện cái dòng thứ hai này. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh cái giá trị mắc này là giá trị tối đa, giá trị sản phẩm tối đa bằng cách đó là nhấn nút up. Up này khi chúng ta mà nhấn á thì cái giá trị ban đầu 12 này nó sẽ tăng lên một đơn vị là 13, cứ nhấn nút up thì nó sẽ tăng lên một đơn vị. Còn khi mà chúng ta nhấn đến nếu mà nút mắc chúng ta tiếp tục thì nó chỉ dừng lại ở nếu mà nó lớn hơn 20 á, mặc định thì chúng ta chỉ cho nó bằng 20. Còn trường hợp nếu chúng ta muốn giảm nút mắc này xuống giá trị nào đó, chúng ta có nút đau, khi nhấn nút đau này khi đau được tấn thì nút mắc giá trị nút đầu sẽ giảm xuống một đơn vị. Nếu mà nhấn nút đầu lần đầu thì sẽ còn là 11 rồi 12, nhưng mà nếu 11 rồi 12 á thì nó sẽ làm cho biến bắt này cho giá trị cố định là 12 chứ không có cho lớn hơn. Thì sau đó chúng ta sẽ kết thúc chương trình này. Đây là cái lưu đồ. Còn sau khi lưu đồ thì thầy cũng đã hướng dẫn cho tụi em được cái code. Thì đây là cái code mà em viết. Đây là con bít lần này chúng ta sử dụng là con bít 16F857 dẫn khai báo ADC là bằng 16. Với các chân em sử dụng là dung xung với cái thạch anh thì thời gian là 20 mega. Đây là khai báo do con LCD và các chân em sử dụng là E2, E0, E1, D4, D5, D6, D7, D4, D3. Với reset pin là chân E0, enable pin là E2, pin là E1, data 4 chân D4, data 5 là chân D5, data 6 chân D6, data 7 thì chân D7. Nút up ở đây em sẽ cho nói chân B4, nút down nhấn với chân B3 và bắt đầu khai báo cho các biến làm mắt sản phẩm và cái biến là biến ca. Sau rồi chương trình chính đó là đây là đặt cho các bạn cho các chân mình sử dụng. Thì ở đây trên thì em sử dụng tổng cộng là 3 chân D, chân E và chân B.
đây. Đây là cái chân mình sử dụng. Rồi sau đó em bắt đầu thiết lập các lệnh cho con LCD. Đây. Đây là em sử dụng lệnh setup timer. Này là mình tự chọn, thì đầu em sẽ cho chọn là bằng 0. Còn này là 2S low 2, thì đây là một cái sum clock cạnh lên, nó dùng để chia cho 1, thì set timer 1, timer 0, thì giá trị ban đầu của em sẽ lấy là 0. Giờ bắt đầu em gán cho biến cắt bằng 12. Sau đó ở cái dòng đầu tiên của LCD, đây là dòng đầu tiên của LCD, em sẽ sử dụng, nó thể hiện ra được là sản phẩm tối đa, nó chính là giá trị tối đa chính là max. 12 ban đầu là 12 trên đây. Còn cái sản phẩm á, nó sẽ là get timer 0 ở đây. Còn dòng thứ hai của LCD á, nó sẽ thể hiện là sản phẩm tối đa, mà lần này nó là sản phẩm này chính là kết quả của get timer 0. Còn trường hợp các nút nhấn được bấm, đây là nút nhấn bấm với khoảng thời gian delay là 10 mili-giây được nhấn đây, thì max sẽ tăng lên một giá trị là tương ứng với cộng 1. Nhưng mà ở đây giới hạn thì nếu mà max nó lớn hơn 10 thì max của chương trình chỉ được là bằng 20, nó tự gán cho bằng 20. Còn nếu mà trường hợp thứ hai là nút down thì được bấm sau nữa thì anh delay là 10 mili-giây. Thì khi chúng ta nhấn nó sẽ giảm đi một đơn vị. Nhưng mà lần này thì nó cũng vậy, là nút mắt này nó chỉ được bằng 12 thôi. Nếu mà dưới 12 thì nhấn mắt nó sẽ tự cho nó bằng 12. Đây là nếu mà cái số sản phẩm bằng cái mắt như dòng 1 bằng dòng 2 thì nó sẽ thể hiện cái dòng thứ hai của LCD, đó là đại độ sản phẩm với thời gian delay là 100 mili-giây. Còn nếu không thì không. Thì đây là cái code nó thử test thôi, nó có bị lỗi không? Thì nó không bị lỗi. Đây là cái dòng nhấp nháy là đã đủ sản phẩm cho cái bài tập mà thầy đã giao. Thì đây là cái phần trình bày của em về cái bài tập mà thầy đã giao thì cũng do một phần em ở trên YouTube thì có những âm thanh ở ngoài nó làm ảnh hưởng, thì mong thầy và các bạn thông cảm cho em. Em xin kết thúc bài tập của mình tại đây.